Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Tây Ban Nha, vào ngày 17 tháng 3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thành phố cảng Barcelona. Tiếp Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, ông Felip Roca Blasco, Tổng thư ký phụ trách hợp tác quốc tế của thành phố Barcelona cho rằng, chuyến thăm của đoàn là một sự kiện quan trọng đối với thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Barcelona chủ trương phát triển chiến lược quan hệ với các nước châu Á. Ông Felip Roca Blasco nhấn mạnh, Barcelona mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh. Về phía mình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn mở cửa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Tây Ban Nha đến làm ăn tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, cho rằng các nghị sĩ Quốc hội đại diện cho một số địa phương của Việt Nam tham gia đoàn, có điều kiện tìm hiểu kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, du lịch, phát triển kinh tế biển cũng như hậu cần cảng biển. Tiếp ông Pau Guardan Cambo, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, với uy tín và kinh nghiệm cá nhân, ông Pau Guardan Cambo sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và các địa phương trên mọi lĩnh vực. Ông Pau Guardan Cambo cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò và uy tín của mình, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cũng tại Barcelona, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn đã tới thăm cảng biển nước sâu và nghe giới thiệu về cơ chế vận hành cảng. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác vận tải biển và du lịch. Do đó, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, góp phần đẩy mạnh trao đổi giao thương. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt bà con cộng đồng người Việt tại nước này. Ngày 18 tháng 3, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha.